Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Như tôi đã giới thiệu ở trên, người mở cánh cửa đầu tiên đó chính là Hòa Minzy. Bây giờ chúng ta cùng xem cô ấy đang chuẩn bị như thế nào nhé. Rất là vui khi ngày hôm nay đã được đến với Ơn Rời. Hoàn đã ước mơ được tham gia từ rất là lâu. Đến năm thứ 3 thì Hoàn đã nhận được lời mời và không có lý do gì mà không tham gia cả. Con người thì có lúc vui lúc buồn thì bản thân Hoàn cũng thế. Mọi người nói gì, Hoàn nói chuyện lại thì mọi người cũng cười. Nhưng mà nhớ đâu ngày hôm nay Hoàn bị mất duyên rồi, bị không làm cho mọi người cười nữa thì cũng đang hơi sợ một tí. Cô Hồng Đào thì cô đã làm trong nghề rất là lâu. Nhưng mà cái tinh thần mà cô tỏa ra cho tất cả mọi người làm việc cùng cô là một cái sự trẻ trung với sự nhiệt huyết. Khi mà tham gia cùng cô thì cô cho mình một cái cảm giác là không có lứa tuổi nào mà cô nhiều hơn hay mình ít hơn cả. Ở bên ngoài cũng quen anh Trường Giang mà cũng hay bị anh treo một vài vấn đề rất là tế nhị. Và họ biết là anh Trường Giang cũng có rất là nhiều vấn đề tế nhị cho nên là họ cũng đã sẵn sàng để có thể chém lại rồi. Mọi người thường nhận xét là Hòa có một cái độ lầy, nó cũng được gọi rằng là nhân nhì sau biết về. Để một người mà lầy tương tự như Hà thì chắc cũng chỉ có anh Trấn Thành thôi. Hòa rất là hy vọng được vào thành vòng anh Trấn Thành. Hòa xem Ơn Rời Cậu Đây Rồi á, thì Hòa thường thấy các người chơi ngồi tại vị trí này và nói rằng là mong rằng các vị trưởng phòng sẽ nhẹ tay. Nhưng mà Hòa chỉ mong rằng là mình sẽ có thật là nhiều tình huống và các vị trưởng phòng cứ thả ga hết sức đi và Hòa sẽ chơi hết mình. Bây giờ chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay với Hòa Minzy. Cánh cửa đầu tiên, xin mời. Có vẻ gì là nguy hiểm không ạ? Quá nguy hiểm. Con bé nó năng động hết. Spider Girl, nữ người nhện, bắn tơ đi anh xem nào. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mở cửa ra, nở hoa hay bế tắc hoàn toàn phụ thuộc vào Hòa. Spider Woman đây rồi. Dì nhện ơi, dì nhện, dì hãy cứu con đi. Bọn ác đã bắt con rồi, dì nhện ơi. Ta có thể làm như thế nào? Dì là dì nhện giải cứu nhân loại mà sao dì hỏi con, thật đau khổ. Hay quá dì nhện ơi, dì rất là giỏi leo trèo. Dì tuổi khỉ phải không? Trời, sao dì bay dữ vậy? Dì cứu con với, cứu con với. Trời mẹ ơi. Trời ơi. Sao gì mạnh dữ vậy? Để ta con. Ôi, dì đã cứu con ra được rồi. Con mừng quá, con cảm ơn dì. Sao dạo này dì mập vậy? Tại dạo này dì nuôi một con chó. Lúc mà nó không ăn hết thì dì ăn thức ăn của nó. Dì ăn thức ăn của chó luôn hả? Nghe dì dạo này mặc giống chó hay sao? Con cũng vậy. Thôi đi, ta không phải là trẻ em. Ta là sếp của ngươi. Hồi nãy chỉ là một cuộc giải cứu. Ngươi biết ta là ai không? Xin lỗi sếp à, em vẫn chưa là hóa thân được. I am Batman. Ê, sao tới đoạn này mày rành quá vậy mày? Con nhện nhện. Quá trời mày rồi, cái nhện nhện. Dạo này tình hình giải cứu thế giới là sao rồi? Tại sao ta thấy thủy triều thì ngày càng dâng cao? Nhiều khi Sài Gòn không thể thoát nước. Mày giải cứu thế giới kiểu gì? Nói. Bởi vì ta chỉ làm theo lời của sếp thôi. Tất cả những chỉ của sếp đưa xuống ta làm theo. Và không giải quyết được vấn đề gì cả là do sếp. Chà. Mày nghĩ sao? Ta đã giao toàn bộ việc đó cho nhà ngươi mà bây giờ ngươi đổ thừa cho ta. Thiệt là tắc trách. Bây giờ ta hỏi cho ngươi tiếp nè. Tại sao tình trạng sinh nở hiện nay của các bệnh viện phụ sản đang ngày càng ách tắc? Đấy cũng là nhiệm vụ của em luôn ạ. Trời ơi, người nhện làm hết. Thế còn sếp làm gì? Sếp chỉ đứng chỉ huy mày làm thôi. Thì sếp lên đi xuống đi, để em làm sếp. Em sẽ chỉ huy sếp làm việc tốt hơn. Ta nghe nói dạo này người yêu là dữ lắm phải không? Có yêu ai không? Cũng yêu nhưng mà bị bỏ rồi.
Ai bảo? Cũng muốn được mà một người mà yêu thương mình mà lên mạng xã hội nói bảo vệ mình như anh Trấn Thành đó. Cũng muốn được bảo vệ như thế. Thì bây giờ em thất tình như vậy, em không ăn thì em làm gì nữa? Ai biểu mình thế thì anh bỏ người yêu anh đi, anh yêu em đi. Em sẽ chăm chút cơ thể em hơn được chứ. Tự nhiên đâu mà mày hốt hụi vậy? Anh là sếp, đâu phải là Trấn Thành. Anh là sếp nhưng anh cũng chỉ là một con người thôi. Mà con người thì cần tình yêu. Anh cũng chỉ là con bông thôi. Buồn là khóc hay vui là cười. Ta không có yêu đương gì trơn, ta là siêu nhân. Yêu đương là mầm móng của cái sự diệt vong. Ta vẫn yêu người ta. Rồi kẻ thù bắt người yêu của ngươi, uy hiếp ngươi, thì làm sao ngươi có thể cứu được thế giới? Nhưng em bị bó rồi. À, bị bỏ rồi. À, ta mới nghe mày nói mày bị bón rồi. Ngươi là siêu nhân, cái tài giỏi vậy, tại sáng là bỏ ngươi. Em mà biết lý do thì em gì em phải đứng đây luôn. Tình yêu là thế. Đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngô nghê, thì một người đến nỗi rơi lệ. Ngươi cũng khùng lắm. Khùng như sếp thôi. Mày lanh quá. Ta nghe tao nói nè, dạo này thế giới mình, người ta đang nhập cư robot vô đây rồi. Từ từ nó sẽ thế con người làm tất cả mọi việc. Đó là một hiểm họa của nhân loại. Bây giờ làm cách nào để mình ngăn chặn cái việc đó đây? Nhưng mà hình như robot sẽ không biết phản bội. Em sẽ yêu lấy một robot. Robot đâu đến đây? Mày mù quáng rồi. Chúng ta phải yêu thương con người, không được yêu thương cổ máy, hiểu chưa? Con người ác tâm. Yêu nhiều quá là biết mày mập nghe. Không có được như vậy nghe chưa? Ta nói cho ngươi nghe, dạo này trên trái đất có rất nhiều những mối đe dọa. Người ngoài hành tinh đang nhập vào đây rất là nhiều những con quái vật. Những con quái vật này sẽ gây ảnh hưởng đến hòa bình của nhân loại. Và một trong số những con mà khó tiêu diệt nhất là quái vật tàn hình. Mình chỉ nghe hắn nói nhưng chúng ta không thấy được hắn, mà hắn lại thấy được chúng ta mới chết chứ. Ngươi phải tìm ra cách tiêu diệt hắn. Trời ơi, hình như hắn tới. Núp vào, núp vào, núp vào. Ây da, nó mập lắm. Nó mập như em hả? Nó mập như mày đó. Nó đâu? Thằng tàn hình mày đâu đó à. Trời ơi, nó đã gãy xương chậu ta rồi. Thấy nó đau không? Không. Phải tìm. Chết. Trời ơi, nó bẻ cổ ta. Mình phải tìm cách để mà thấy nó. Hai thầy trò nhà mi không có việc làm, ăn không rửng mỡ, người nào cũng tròn nút còn nút. Chắc mày ốm à. Ngày hôm nay ta cho hai mi sống không bằng chết. Cái gì? Ây da. Tao mới vơ đại mà vô cái phần mềm nào đó. Nó đâu rồi? Phải tìm cách thấy được nó. Để em. Mày nghĩ cái gì? Làm sao thấy được ta được? Ta không nhìn thấy ngươi. Anh đây rồi. Ta nghe thấy tiếng ngươi. Ôi, sếp. Đứng im. Nó bấu mở ta. Nó còn ở đó, tìm cách đi thấy nó đi. Cái gì vậy? Trời ơi! Sao mày thấy được nó vậy? Dạ! Em ngửi thấy mùi hôi của nó. Hay quá! Trời ơi! Mày tàn hình mà mày còn ở dơ hả mày? Đứng im! Có chừng lớn tuổi! Nếu mà mày bước tới một bước nữa thì thiên hạ này được chiêm ngưỡng một món ăn vô cùng đặc sắc. Chúng ta! Đứng im! Không được tiến lại gần. Nghe đồn dạo này mi chơi thể thao giỏi lắm. Kể từ giờ phút này, nếu muốn xếp mi được bình an vô sự, phải đi bằng một chân. Lẹ lên! Đi một chân đi con. Chưa hết. Ta đố mi nhảy được. Nếu mi không nhảy được, có như xếp mi sẽ qua đời. Ây da! Ây da! Ây da! Ây da! Cái gì vậy? Ây da! Ây da! Đi! Ây da! Đó chỉ là một con thôi. Còn cái con thứ hai này, ta mới thật sự sợ hãi. Kìa, con ma vô diện nó vô rồi kìa.
con này nó là con vô diện, nó không có thấy đường, nó chỉ nghe được thôi. Nhưng năng lượng của nó là mỗi lần nó nhìn vô ta, ta sẽ bị vô hiệu quá. Và con này nó giống như zombie vậy đó, nó ăn từng bộ phận cơ thể của người khác. Mày không muốn nó ăn bộ phận cơ thể nào, mày phải hát bài nào có cái chữ của bộ phận cơ thể đó, nó ghét nó không ăn nữa. Còn không thôi nó sẽ ăn thịt ta. Trời ơi, nó chuẩn bị nó ăn ta rồi. Đệ tử, tìm bài hát cứu ta với. Ai đang cái mũi, ta đang cái mũi, đang cái mũi. Ê, ê này, xuống dịch dưới đi để còn tìm cho dễ. Cái môi đây này. Này, môi nhá. Thấy em lạnh, mới em lạnh, sao chẳng thấy em. Ừ, nó bỏ qua cái môi rồi, nó bỏ qua cái môi. Cái gì? Mặt mẹ. Em đẹp thế, Blake ơi. Cháu tìm tôi muốn vỡ ta rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt em. Bỏ mắt đi mẹ ơi, bỏ mắt đi. Ăn khác. Mày kiếm cái chân mày mày ăn. Trái tim em vừa sông máu nóng để yêu anh. Sao nó ăn này mà mày ăn hết đi. Ở lại bên tôi đừng tan nhanh. Ngày mai thực sắc thấy giữa lòng ngực là hình bóng ấy. Sao nó cắn đây mà mày hát chết tim. Dạ, chạy lòng ngực. Ờ, có chữ lòng ngực, đúng rồi. Cái nó mới dài thế chứ. Cắn chỗ khác đi, kiếm chỗ nào hiểm hơn cắn đi mày ơi. Bây giờ mày phải hát một bài nào để mày tiêu diệt được nó. Bài gì nó mà có chữ chết ở trong đó, hay là có chữ chết điển nó đi luôn đi. Nếu mai em chết. Hay quá. Anh có buồn thương. Lôi nó ra đi. Nó chết rồi. Hay quá. Thưởng cho em một bộ phận trên cơ thể đi. Thế mày muốn lấy bộ phận nào? Con quỷ, nói ngươi nghe nè, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu được hai con quái vật, nhưng từ nãy giờ tất cả chỉ là một trò chơi thôi. Hả? Thật ra chúng ta là đồ chơi của cậu chủ. Hôm nay là đêm Giáng sinh, cậu chủ sẽ thương ta nhiều hơn, sẽ không thương My đâu. Thương ta nhiều hơn. Tại sao phải thương mình nhiều hơn? Cậu chủ thích Batman, tại vì Batman là người dơ. Cậu chủ có bị bóng đâu. Cậu chủ vào kìa. Đi học về, đi học về. Em vào nhà, em gặp hai con búp bê bị hư. Nè, hôm nay búp bê của mình tự nhiên sao nó nặng hơn bình thường vậy ta? Mày giỏi mày khiêng luôn đi. Búp bê đứng tứ không đẹp gì hết trơn hết rồi. Ai? Sao Batman bị sao nó bị trung trung vậy ta? Để lên đầu em đi, đỡ bị rung. Tự nhiên cái vòng Batman mình bị kỳ quá ha. Dạy. Ờ, người nhện ơi, bị lỏng ốc hay sao cái tay tự đưa xuống vậy? Người nhện à. Ủa kỳ vậy ta, tự nhiên trọt trên đây là kêu ấy á, mà trọt ở dưới thì má ơi, tao xuống ăn cơm nha. Trời ơi, tao giận dễ sợ. Tao nói nó vô một lần, tao chém nó liền. Ờ, em cũng chém. Trời ơi, liền. Ê. Tao biết ngay mà. Ê. Hai cái búp bê này nha, nói rồi đó. Giáng sinh sắp tới rồi đó. Mẹ nói mua tôi búp bê mới đó. Hai người làm sao làm? Ai đẹp hơn á là tôi giữ người đó ở lại. Nghe chưa? Sẽ bỏ một trong hai con đó.
Mày làm sao mày làm đi. Tao đẹp hơn là cái chắc rồi. Mày đẹp hơn tao chỗ nào? Tất cả. Nhìn ta với ngươi, cái thứ nhất, ta cao hơn ngươi. Thứ hai, ba đi chuẩn hơn ngươi. Thứ ba, cái chỗ quan trọng nhất đâu có chuẩn đâu. Chỗ nào quan trọng nhất? Đây. Thiệt ra là hai mi gắn bó với ta cũng lâu lắm rồi. Ta cũng khó khăn quyết định lắm. Nhưng mà má nói là mua con búp bê mới rồi, nên hai mi á, ta sẽ đặt một vị trí rất là thiêng liêng cho hai mi. Đó là thùng rác. Tiền kia Annabella. Mi. Trời chán rồi, ngươi bỏ ta hả? Hả? Chơi xong rồi bỏ. Cái gì vậy? Ngươi muốn gì? Ngươi không xứng đáng là cầu chúa của ta. Đồ giặt nổi loạn. Cái gì bị bánh bò vậy? Bây giờ tới phiên tao với mày. Bỏ hả mày? Cậu chủ. Cậu chủ. Em là chủ mà. Chủ tôi là mà. Chủ. Tôi là chủ. Cậu chủ. Cậu chủ hả mày? Anh cảm ơn em đã giải quyết tình huống theo cái hướng đó. À, đã có rất nhiều những vấn đề xảy ra. Và đã có rất nhiều lúc tôi thấy trưởng phòng của chúng ta bị lúng túng. Mà cũng ở Trấn Thành cơ, tôi tưởng nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng mà chọn ra diễn xuất với một bộ dạng thiếu tự tin thế này lo chả khó. Nó đưa cái quần này sao mà tự tin được. Em không phải dạng vừa đâu mà bây giờ em không dám dạng ra luôn. Đây này, xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Trước tiên thì Linh cảm ơn Trấn Thành. Cảm ơn Ngô Kiến Huy và Thành Việt. Đối với tôi thì Hòa Minh Di trong mắt tôi là một cô bé rất là năng động. Thứ hai là độ chịu chơi và độ khùng nó cao. Tôi thấy là hợp với cái chương trình này hơn. Những cái thử thách của trưởng phòng đưa ra thì Hòa Minh Di đã làm được hết tất cả mọi cái. Rất là tròn trịa. Tôi thích cái phần cuối của Hòa khi Hòa xử lý là phản kháng lại cái cậu bé này. Bởi vì khi mà nghe là đem các ngươi bỏ thùng rác á, tôi thấy cái sự phản kháng của Hòa Minh Di rất là hợp lý. Rồi còn lôi luôn cả cái gì vô đó. Bỏ lôi luôn bà Quỳnh con vô luôn. Bà Quỳnh của con à? Dạ, khẳng định luôn hả? Là cũ rồi. Cái gì cũ người ta mới kêu là bà. Gì vậy bà? Cũ luôn. À, vậy là cũng cũ rồi. Trời đất ơi. Nói chung là họ cũng rất là chịu khó. Khi mà trưởng phòng và phó phòng đưa ra những cái tình huống dành cho mình. Và con giải quyết rất là ngọt ngào và rất là chịu chơi. Thích đồ chịu chơi của con. Cảm ơn Hòa Minh Di. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Xin cảm ơn những tràng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình của quý vị và tất cả các bạn. Trước khi mở căn phòng thứ hai, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.